quý vị, và bây giờ hãy cùng Sam chào đón vị giám khảo khách mời của ngày hôm nay, ông Thanh Vân. Em chào chị ạ. Chào Sam. Rất là vui vì ngày hôm nay được quay trở lại đây. Chào tất cả khán giả đang đến với Thanh Âm Quyền Năng ạ. Sam, hả? Dạ? Có phải bữa trước á, cái số phát sóng mà có chị Ốc á, chị không có được nên nếp lắm đúng không em? Chị dễ thương lắm chị. Chị bộc lộ đúng cái tính chất con người của chị. Em thấy nó rất là dễ thương. Hành tây không có tim. Chị biết không? Gì vậy Vân? Trời ơi. Cái gì vậy Vân, kiềm chế Vân? Không, cái đó chỉ là một cái quá khứ, là chỉ vãng thôi em mà. Bây giờ chị hết rồi. Chín chắn rồi. Không, chị chín chắn rồi, chị điềm đạm và chị trưởng thành rồi. Nên là em đừng có để cho anh Đại Nghĩa gài chị những cái tình huống như vậy nha. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Đó, gần giống rồi đó. Kiểu ha. Thật sự, em đã nghĩ rằng tình yêu là thứ khiến em đau nhất. Nhưng em đâu lường trước được có thứ khiến ta đau hơn là đau lưng. Thực sự là chị cũng chưa có cảm nhận được cái đó, là cái vết thương rất là đau đớn từ bên trong cơ thể của em. Bữa ăn hôm nay chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chúc các bạn có một bữa ăn đạm bạc nhưng mà vui vẻ. Đến cái phần cuối cùng, lúc mà em nói là chúc mọi người ăn vui vẻ nha, thì chị rất là mong chờ, là giống như kiểu là cái cuối là em đăng quang trong một cuộc thi về lịch sử rồi đó. Để cho mình kết cái phần của mình nó sẽ đẹp hơn là mình kết bị bỏ ngỏ như vậy. Cái đau bụng này nó giống như kiểu mình bị đau bụng thật á, là sẽ có những lúc nó kỳ lắm mà mình phải giấu. Giống như là nó tới cơn rồi đó mà bây giờ mình không biết làm sao đó, mà mình nói chưa hết câu. Có em anh sẽ rất hạnh phúc. Chắc là các người đang không tin những điều mà đang diễn ra trước mắt mình đâu, đúng không? Nhưng xã hội này vì các người mà ngày càng nhiều như vậy. Ta sức mạnh siêu nhiên để xử lý những hành vi xấu xa đang diễn ra âm thầm trong bóng tối. Giờ thì hãy nhận lấy hậu quả từ đôi cánh công lý này. Vân ơi, hôm nay là anh hoàn toàn không có gợi ý gì hết trơn nha. Là em tự động em làm hết trơn nha Vân. Anh không có nói tiếng nào hết trơn, đừng đổ thừa anh nha. Bây giờ chị hết rồi. Chín chắn rồi, không mê nữa. Chín chắn rồi, chị điềm đạm và chị trưởng thành rồi. Chị đã nói với lòng mình là hôm nay chị phải tém kích thích chị đúng rồi. Xong rồi cuối cùng chị cũng tự lăn xả lên trên đây chị làm. Rồi, vậy thôi bây giờ mời em về chỗ nha. Đón xem tập 8 Thanh Âm Quyền Năng được phát sóng vào lúc 20h25 phút thứ 6 ngày 9 tháng 7 trên kênh HTV7.